Chào. À thế như vậy là hôm nay chúng ta vào muộn này, em vào muộn 30 phút, hơn 30 phút đấy. À còn có 25 phút. À, vậy thì chúng ta tranh thủ đi nhanh một chút nào. Về nguyên tắc ra thì cái phần đối với em cái phần bảng chữ cái, em có thể học theo cái bộ 5 bài chữ cái cho nó nhanh nhé. Đó là 5 bài gọi là học vần tiếng Nga. Em có 5 bài đấy chưa? Giờ chưa rồi ạ. Thầy sẽ gửi cho em 5 cái bài đấy và em sẽ tự học tranh thủ cái thời gian rỗi nhé. Để tiết kiệm thời gian chúng ta học cùng với nhau nhé. À, thế và bây giờ chúng ta chỉ đi qua nhanh thôi. À, đồng ý chưa nào? Đấy. Đó. À, thế và ở đây chúng ta nhìn thấy là bảng chữ cái. Em đã biết đọc chưa nào? Chưa biết đọc thế. Nói chung là nó mơ hồ, À, mơ chưa hồ, chưa đúng rồi. À, chưa thế như vậy là em dứt khoát là phải xem cái bộ 5 bài chữ cái đấy nhé. À, 5 bài chữ cái đó là mình dạy khá tỉ mỉ. À, để tiết kiệm thời gian cho em bởi vì là em cứ vào chậm như thế này thì là chúng ta sẽ mất thời gian. À đó. Ở đây thầy sẽ tổng hợp cho em là cái bảng chữ cái trong tiếng Nga. À, trước hết chúng ta hôm nay chúng ta làm quen với lại 6 nguyên âm. À, chúng ta biết rằng là trong bảng chữ cái tiếng Nga có 10 nguyên âm. À nhớ chưa nào? Đấy. À đó nó có 10 nguyên âm. 10 nguyên âm đó là gì? Ở đây là nó có 6 nguyên âm đơn. Em nhìn thấy màn hình không? là có À đó, chúng ta nhìn thấy có 6 nguyên âm đơn và 4 nguyên âm đôi. 6 nguyên âm đơn đọc rất giống tiếng Việt cho nên là chúng ta cũng không cần phải học nó. À, đó là các nguyên âm A, O, U, E, Ư, I. Đấy. À, đúng không nào? À, chị lưu ý này. À, âm này chúng ta đọc là U, đừng đọc là I nhé. Âm này chúng ta đọc là thế. E. Âm này chúng ta đọc là Ư, Ư. Ừ. Và âm này chúng ta đọc là I, I. Giống chữ N lộn ngược đấy. Đó. À, tác vột. À, tiếp theo nào. À, ngoài 6 cái nguyên âm đơn này, chúng ta còn có 4 nguyên âm đôi. 4 nguyên âm đôi chúng ta sẽ học sau một chút. À, nguyên âm đôi là cái gì? Thì nó gồm có hai âm ghép lại với nhau. Ví dụ nguyên âm này gồm có hai âm i a, đọc là i a. I a, đọc thử xem. Đấy. I a, i a, i a. I a, đúng rồi. Chị A Nguyên là âm có này phải gồm là tôi không? tôi đấy, chính là tôi đấy. Đó. À, thế nhưng mà nó còn dùng trong nhiều từ khác nữa đấy. À, chúng ta có nguyên âm này là nguyên âm i e. I e i e i e à i e đấy à nguyên âm này là nguyên âm i o i o Yêu. i o đấy và nguyên âm này là i u i u i u i u i u i u đấy i u à đấy chưa nào đấy đó à thế, thế đó là chúng ta có tổng cộng 10 nguyên âm nhé à có 10 nguyên âm à có 10 nguyên âm này thì tạc à tạc tạc xin lỗi tạc à thế như vậy là ở đây chúng ta có 4 nguyên âm đơn à 6 nguyên âm đơn à, 6 nguyên âm đơn chúng ta đọc lại tí nào a o U u U e E ư Ư i à sau khi học xong chúng ta sẽ có video để em xem lại nhé cho nên chúng ta đi một lần thôi à đó như vậy là chúng ta có tổng cộng là 10 nguyên âm rồi bây giờ chúng ta sẽ có 21 phụ âm nữa đấy 10 nguyên âm và 21 phụ âm đây là thầy giáo dạy em rất nhanh đấy bởi vì sao các bạn thì dạy chậm hơn một kỹ kỹ hơn một tí đấy đó do không có thời gian mà à, ở đây chúng ta có 21 phụ âm à, chúng ta nhìn là 21 phụ âm này dưới này là 9 phụ âm đơn này 9 phụ âm đơn có nghĩa là gì nó đơn lẻ đấy nó đứng cô đơn một mình thế còn trên này là 12 phụ âm đôi 12 phụ âm đi theo cặp đấy à, 9 bên dưới này là 9 này nhé 9 9 phụ âm à chín phụ âm trong đó có phụ âm chúng ta lưu ý đó là phụ âm i đây có phụ âm i thì nó có cái ngoặc bên trên này trong tiếng Nga có phụ âm i và nguyên âm i đấy đó à lúc này chúng ta đã nhìn thấy là à trong 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 sáu nguyên âm đơn thì có nguyên âm i đây nguyên âm i thấy chưa đấy nguyên âm i thế và bây giờ trong phụ âm thì cũng có phụ âm i thì nó có cái ngoặc bên trên này đấy đó thế tại sao chúng ta phải xác định đó là phụ âm i bởi vì nó là phụ âm à nó đứng cuối từ thì cái từ đó nó sẽ là danh từ giống đực à thế tại sao mà phải giống đực giống cái làm cái gì thì đến khi học chúng ta sẽ nói nhé bao giờ đến đó chúng ta sẽ nói thế còn à, bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ là gì nào à có 9 phụ âm và 12 phụ âm theo cặp đấy 12 phụ âm này chia làm 6 cặp mỗi cặp có 2 phụ âm à, trong đó có một phụ âm vô thanh tức là không có âm thanh và một phụ âm hữu thanh tức là có âm thanh à thế ở đây chúng ta nhìn thấy là có 6 cặp 6 cặp này thì cứ phụ âm thứ nhất là vô thanh, phụ âm thứ hai là hữu thanh. Đấy. À thế, thế chia nó ra để làm cái gì vậy? Để khi chúng ta nhìn thấy là phụ âm hữu thanh đứng trong từ ở cuối từ thì nó sẽ bị đọc thành phụ âm vô thanh. Em nhận à?
B đứng cuối từ bị đọc thành p. G đứng cuối từ bị đọc thành s. D đứng cuối từ bị đọc thành t. G đứng cuối từ bị đọc thành k. Tương tự như vậy đấy. Đó. Thế tức là gì? Mình chỉ cho bạn thấy cái hiện tượng đó thôi. Đấy. Đó, đến khi mà chúng ta gặp thì chúng ta sẽ biết nhé. À, thế quay trở lại bài nào. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng ta nhìn thấy có 6 nguyên âm. Trong 6 nguyên âm này thì có 5 nguyên âm viết chữ màu đen và một nguyên âm viết chữ màu đỏ. Bởi vì sao? Chúng ta cần phải chú ý đến nó. Đấy. À, thế chú ý như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ xem. À, bây giờ chúng ta sẽ coi như học xong 6 nguyên âm rồi, bởi vì nó giống tiếng Việt cho nên chả phải học, chả phải phát âm nó. Bây giờ chúng ta sẽ xem phụ âm m. Phụ âm m giống phụ âm chữ m trong tiếng Việt. À, m đi với a đọc là gì nào? M a ma. Mà M o mô. một một M u mù. một một M e me. mười M ư mư. mười À, mư đây là cái chữ mư, mư. Mư, mười đấy, mười mười mư. À chứ, mư là chúng ta, chúng tôi, đấy. À, thế vậy thì hóa ra là ghép thêm từ rất dễ đúng không nào? À, ma. Đấy. À, bây giờ có phụ âm p nào, phụ âm p. À, tiếp theo nào, chúng ta sẽ có âm đấy. À, ta chúng ta có từ gì nào? P đi a đọc là gì? Pa. P đi o đọc là gì? Po. Đấy, P đi u đọc là gì? Pu. Thế thôi, cái này mà đánh vần đấy. Đó, pa po pu pe pư, đúng không nào? Pi. À đó. Thế thì tương tự như vậy có phụ âm b b b. À, chúng ta đọc như thế nào nào? B. Ba. Ba. Bô. Bố. Bu. À, vân Bu. vân. Đấy. À, đấy, ghép ghép thì nó đơn giản như là ghép tiếng Việt thôi, không có gì khó cả đấy. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để ý nào. À, chúng ta nhìn thấy dưới này có ba từ mama, papa, baba đấy. À, những từ này người ta gọi là từ có hai âm tiết. Thế nào là hai âm tiết? Tức là từ có hai âm, thấy chưa nào? Đấy, có âm gì nào? Mama, papa, baba đấy, thấy chưa nào? Đấy. À, em À, đọc nào. cái từ từ ba ba này gọi là ba chứ không phải là ma ma. À, đây là bố đấy. Ba, papa là ba đấy. Thế nào? À, ba bà thì là bà trẻ con nó gọi bà, còn babushka chúng ta hay gọi babushka đấy. Babushka, papa, mama đấy. Mama, papa, babushka, thấy chưa nào? Đấy, tác vụ. Đúng không? Tác vụ. Đó. Thế nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy có nguyên tắc ngữ âm đầu tiên đối với chúng ta là gì nào? Đó là nguyên tắc trọng âm. Nếu mà từ có từ hai âm tiết trở lên thì một âm tiết sẽ là trọng âm. Và âm tiết thứ hai mà không có cái dấu này là âm tiết không có trọng âm. Thế vậy thì cái âm tiết mà có trọng âm chúng ta phải đọc nó dài ra nhé. Chúng ta đọc là ma mà. Đọc nào, ma mà. Ma mà. Pa pa. Ba ba. Ba. À đó, thế như vậy ở đây chúng ta đã học được 9 chữ cái rồi, chúng ta xem tiếp nào. À, khẩn trương xem tiếp nhé. Đây có chữ cái n. N. Một. N đi với a đọc là na. Một. No. Một. No. Nữ. Nu. Nữ. Nu. Nè. Mẹ. Nè. Nư. Nữ. Nư. Thế nhưng mà khi đi với y thì nó không đọc là ni, nó sẽ đọc là nhi. Nhi. Đấy. Nữ. Nhi. À, em đọc nào, nhi. 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 Đấy. À, tờ đi với a đọc là gì? Ta. 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 Tô. Tù. Tu. Tù. Tè. Tè. Tư. Tư. Chi. 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 Tờ đi với y nó không đọc là ti mà nó đọc là chi. Chi, đấy. À, bây giờ âm đờ nào. Âm đờ của chúng ta nếu đi với a đọc là đa, đô, vân vân, thôi chẳng bắt em đọc làm gì nữa đấy. Chỉ lưu ý là đi với cái âm i này. Âm i này nó đọc là gì? Nó đọc là g. G đọc nào? G, đúng rồi, đấy. G, G, đấy chưa? Đấy, G. Thế vậy thì ở đây chúng ta lưu ý ba cái phụ âm này, n, t, đ. Đấy, n, t, đ. Khi đi với âm i
thì nó đọc thành nhi chi gi. Nhi chi gi, đọc thử nào. Nhi chi gi. À, chúng ta xem từ mới nào. Nota. Nốt. Nota là cái nốt nhạc đấy. Dom. Đúng. Dom, ngôi nhà đấy. Dom. Panno. 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 Panno Panno. đấy. À, tiếp theo là dùm. Đúng. Dùm Đúng. nào, đọc nào. Dùm. 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 Đúng. Dùm là khói, khói đấy. À đó, nhớ từ mới nào. Nốt tả. Nốt. Đốm. Đúng. Pano. Panno. Panno Đừ. là biểu tượng. À, pano đó là một cái bức hình, bức tranh nào đó đấy, hay là một cái tấm affix nào đó đấy. Pano, pano ở trong nhà ấy, ở vùng vùng Trung Á là người ta hay dùng cái đấy, người ta dùng để che một cái tấm bình phong, mình gọi là tấm bình phong đấy, gọi là pano, pano đấy, đúng không nào. À, đường 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 là khói đấy. Хорошо, xem tiếp nào, tranh thủ thời gian nhé, xem tiếp tí nhé. À đó, một tí chút nữa thôi nhé. Ở đây chúng ta có từ hai phụ âm và, đây là phụ âm đọc là pha, đọc là pha. Phô, phu, phư, phi. Và, vô, vu, vi, vư, vi, vi. Đấy. Từ này nào. Vát tả. Và Vát tả. Vi nổ. đi nổ Phát tả. Phát tả đấy, phát tả. À đấy chưa nào, tác vật đấy. À đó, à, đọc lại nào. Vát tả. phát Vát tả là bông đấy, đấy ở trong xây dựng cũng dùng bông đấy. À, vát tả đó là cái mà chống để cách nhiệt đấy, đấy đúng không nào. à vâng vâng Đó, nó gọi là vát tả. Vát tả à, là cái từ này đây. Vát tả, vát tả đấy. Vino, vino là rượu vang đấy. Ở cái vùng này có rượu vang không? À, có nhưng mà rượu thì hình như là rượu trắng thì là Okago phải không thầy? À, Okago rượu trắng là vodka. 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 Vodka là rượu trắng đấy. À, vino là rượu rượu vang. À, vino, vino. Và phát À, thì tả. Okago không phải là gì. Alcohol là đồ uống có cồn. Nói chung là cồn. Đồ uống có cồn đấy. Đồ uống có cồn. Có nồng độ thì là alcohol. Alcohol nên là bị, hình như người à, hình như họ không uống đâu đúng không? Người Hồi giáo họ không uống đâu. Có thể ở đâu đó cũng À có người uống. à đúng rồi, khá thôi bỏ qua cái chuyện đó. À, chúng ta có từ gì đọc lại nào. Vát tả. Và Vino. Vino Phát tả. Tata Phát tả đấy, phát Tata tả. Khá. À, chúng ta xem tiếp nào. À, xem tiếp nhé. À, xong thì về em sẽ xem lại video. À, cái là cái khăn voan của cô dâu nhé, cái khăn voan của cô dâu gọi là phát tả đấy. Хорошо, xem tiếp nào. Chúng ta sẽ có hai phụ âm s và z. S, z đấy. À đó, chữ này đọc như chữ giờ thông thường, cái da rẻ hồng hào của mình ấy. Đấy, da rẻ đi ra đi vào, con dê đấy, con dê. À đó, à, rung răng rung rẻ đấy, cái từ đó của chúng ta đấy. Z z z z. À, chúng ta đọc nào. Xa. Chá Xô. Xô Su. Xú Sư. Xí Si. Ra. Dạ Dô. Dú Du. Dú Dư. Dú Di. À đó, хорошо. À, chúng ta nhìn thấy đây là hai à, một cặp phụ âm tiếp theo nữa. Đấy, chúng ta tổng cộng chúng ta đã học được bốn cặp phụ âm rồi đấy. Đấy. À, tổng cộng có 6 cặp mà. Chúng ta đọc từ này nào. Dục. Giờ vục. Giờ vục. Dục. Zvuk đó là âm thanh đấy, zvuk âm thanh. Autobus. 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 Đây đọc af, af không đọc áp vờ nhé. Vờ này đọc là f, f, f. À, để bởi vì sao vờ thế này. Vờ này ở đây trong trường hợp này bị đọc thành f, f. Bởi vì sao nó đứng trước phụ âm vô thanh đấy. À, đứng vô thanh, à hữu thanh đứng trước vô thanh bị đọc thành vô thanh đấy. À, phụ âm vờ, phụ âm hữu thanh đứng trước phụ âm vô thanh thì nó bị đọc thành phụ âm vô thanh tương ứng trong cặp, đó là phụ âm. À đó, em khi em xem lại video nghe kỹ phần này nhé. Chúng ta đọc lại nào. Autobus.
Composed. À, chúng ta có từ musica. Musica. Musica, âm nhạc. Musica. Đấy. Zavod. 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 Nhà máy. Zavod. Zavod. Đấy. À, zond. Zond. Zond là cái ô. Đấy. Zond. Magazine. Magazine. Magazine là cửa hàng. Magazine. Đấy. Chúng ta đọc lại nào. Zvuk. Zvuk. Autobus. Autobus. Musica. Musica. Zavod. Zavod. Zond. Zond. Magazine. Magazine. Đấy. Magazine. À đó, các từ mới của chúng ta đấy. À, chúng ta xem tiếp nào. À, xem tiếp cho kịp thời gian nhé. Mình dành thời gian cho bạn thêm một tí chút nữa. Mình phải đi đến nhà trẻ rồi đấy. À, tác vụt ở đây chúng ta sẽ có ba phụ âm. K, k, g. Đây là k, k. Không có âm thanh đấy. K, k, g. K, k. Đây là k, k, g. Đấy. Đó. Thấy chưa? À, chúng ta đọc nào. Pagoda. 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 Thời tiết đấy. Komnata. Komnata. Căn phòng. Akno. Akno. Akno là cái cửa sổ đấy. À, đọc lại nào. Pagoda. Pagoda. Komnata. Komnata. Akno. Akno. Akno đấy. À đó. Như vậy đến đây chúng ta đã nhìn thấy đó là ở đây chúng ta đã nhìn thấy đó là những cái từ mới chúng ta đấy. Có thêm từ mới này. Zima. Zima. Zima đó là mùa đông đấy. Mùa đông. À, tạc như vậy đây chúng ta đã xem tổng cộng được tất cả là 5 cặp phụ âm hữu thể. Nói di môi vẫn được. À, di ma đó là mùa đông đấy. Nếu nói di môi có nghĩa là vào mùa đông. Di ma mùa đông. Di môi vào mùa đông. Đấy chưa đấy. Đó, nó khác nhau. Ôi thì là gì? Cái đuôi của danh từ ở cách 5. À, đuôi danh từ cách 5 ở đây nó chỉ là vào mùa đông. Di môi, di ma, di môi đấy. Đấy chưa? Bất tạc đấy. À đó. À thì chúng ta có từ mới này. Malaco. 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 Đấy. Хорошо. Хорошо. Nói nào. Хорошо, хорошо là tốt đấy. Хорошо. Malaco. À gì nữa nào? Дорого. Дорого. Đấy. Дорого là đắt. Đấy. Malaco là sữa đấy. Malaco. Như này. Хорошо. Хорошо. Và дорого. Đấy. Đó. À thì như vậy là ở đây chúng ta có một cái nguyên tắc đọc âm O ở trong từ. Nếu âm O đứng đầu từ, ví dụ từ Akno, đứng ở đầu từ bị đọc là A. Akno, Akno. Đấy. Nếu âm O đứng ngay trước trọng âm cũng bị đọc là A. Gọi là Pagoda. Pagoda. Pa. Đây là O đọc là A. Pagoda. Pagoda. Đấy. Nếu âm O đứng dưới trọng âm bị đọc là O. Komnata. Komnata. Akno. Pagoda. Đấy. À, ở những vị trí còn lại thì nó bị đọc là ơ. Đô, r, g. Hơ, ra, sô. Mơ, la, cô. Đọc nào. Mơ, la, cô. Mơ, la, cô. Hơ, ra, sô. Hơ, ra, sô. Đô, r, g. Đô, r, g. À, tạc, hơ, ra, sô. Thế như vậy là bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây nhé. Chúng ta đã học được 19 chữ cái này. Đấy, đó. Thế và mình sẽ gửi video cho em và em sẽ xem lại sau nhé. Хорошо, да? Cách học là mình chia ra phụ âm rồi nguyên âm mình học. À đúng rồi, đấy là mình giới thiệu cho bạn thôi. À, bạn cứ nghe video nghe đi nghe lại thì bạn sẽ hiểu nhé. Đó. Dạ, vâng. À thế nhé. Thế thì bài học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn và hẹn gặp em trong bài học tới nhé. Спасибо, до свидания. До свидания. À mình sẽ gửi video cho bạn, bạn phải xem lại nhiều lần nhé. Sẽ hiểu nhé. Dạ vâng. À пока, пока. До свидания. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.